Bác, xin uh, chào tất cả các bạn hôm nay uh, dân đẹp xin uh, chia sẻ với các bạn uh, làm thế nào để format uh, code trong uh, Visual Studio Code thì đây mình là cái bản uh, Visual Studio Code mình cài trên máy Mac thì uh, thực ra là máy Mac và máy máy Win thì cái cái lệnh format thì nó cũng uh, tương tự nhau thôi là các bạn sử uh, dụng tổ phím Shift Alt uh, F đúng không ạ thì trên máy Mac thì nó cái Alt nó tương ứng với cái Option Đấy, thì nó vẫn là như vậy thì trước tiên là các bạn cần phải cài thêm cái plugin vào thì đầu tiên là các bạn cài cái plugin là zs uh, css format thì để nó format được cái cấu trúc css của, uh, của của zs css và html đấy thì đầu tiên các bạn vào cái phần uh, plugin này cái biểu tượng này các bạn kích đây các bạn search uh, css format đúng không uh, gs css đấy thì nó ra cho các bạn đây này Ờ, cái GSS format này, đây thì mình đã đã đã, đã cài rồi. Các bạn install nó vào thôi. cài đặt nó vào. Đấy, ngoài ra thì nó cũng có các cái cái plugin hỗ trợ như là uh, cho uh, SACS này CS này, à, như các bạn cần thiết thì các bạn cài vào hoặc là uh, cho ngôn ngữ PHP thì các bạn cũng uh, tìm vào PHP format chẳng hạn. Đấy, các bạn gọi chữ PHP, PHP đây. Đấy, thì nó cũng có PHP Formatter này thì các bạn uh, cài đặt vào và nó cũng có cái các cái phím tắt tương ứng như chúng ta sử dụng thôi. Thì ở đây mình uh, chủ yếu là là uh, format uh, CS, JS uh, và HTML đúng không ạ? Sau khi uh, mình có giả sử đây là một cái file um, file Bootstrap JS 400 này, nó đã min thế này. Giả sử các bạn muốn sửa hoặc là trong uh, một vài project mà các bạn đúng không? Các bạn font mà nó viết từ SA đặc biệt là viết từ SA CLS, hoặc là Let's say that gì đó xong các bạn build ra thì nó sẽ thường ở cái dạng inline thế này và các bạn muốn sửa thì được ra là như thế này thì mình dò nó rất là khó đúng không thì dùng cái cái format này thì nó sẽ format lại cái cấu trúc của chúng ta rất là đẹp các bạn chỉ cần căn uh, Ctrl A này Ctrl uh, Shift A and F đúng không ạ đấy thì nó sẽ format cho chúng ta là cái cấu trúc này nó rất là đẹp và dễ sửa Đúng không ạ? Giống như chúng ta có bình thường Đấy nó sẽ là dạng như thế này Thì các bạn sửa nó sẽ rất là đơn giản Đúng không ạ? Thì cái lệnh tìm tắt của chúng ta rất là đơn giản Nhưng mà chúng ta có một cái lưu ý là chúng ta phải Cài cái plugin tương ứng Còn nếu mà format mặc định của 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 cái visual này Thì nó không được đẹp cho lắm nhé à, Cảm ơn các bạn đã theo dõi Xin chào và hẹn gặp lại Các bạn